Hai, xin chào tất cả các bạn nha. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là khi nuôi cá thì chúng ta cần chuẩn bị những gì để chúng ta nuôi. Thì để giải thích trước mắt cho các bạn, thì các bạn cùng coi clip này nha. Để nuôi cá thì các bạn cần phải, trước tiên phải có cái đồ chứa để nuôi cá nha các bạn. Thì ở đây mình sử dụng thùng xốp để nuôi cá. Cá nuôi trong thùng xốp cũng rất khỏe nha các bạn. Hoặc là có thể sử dụng hồ xi măng hay là hồ kính gì tùy các bạn, nhưng mà mình thấy là thùng xốp này nó rất rẻ và tiện. Thì các bạn có thể thùng xốp này thì các bạn có thể đến những cái tiệm mà bán đồ trái cây ấy, các bạn bán rất là rẻ luôn, chỉ tầm khoảng 10.000 thì được ba cái thùng nhỏ như thế này các bạn, còn cái thùng to như thế này là 20.000 đấy. Thì việc đầu tiên là chúng ta cần chuẩn bị là thùng xốp nha các bạn. Thứ hai là điều quan trọng thứ hai là phải có nguồn nước đó. Nguồn nước cũng rất là quan trọng đó. Trước khi nuôi cá thì các bạn nên là chuẩn bị một cái thùng xốp và các bạn chứa nước, ngâm nước khoảng 2 3 ngày nha. Như mình ở đây thì mình nuôi bằng làm bằng cát, có lớp cát ở dưới nha bạn, để tạo môi trường vi sinh rất là tốt cho cá luôn đó. Các bạn nuôi cá nên có một lớp cát ở dưới đó. Nếu có rơm thì càng tốt, mà không có rơm cũng được đó. Thì mình ngâm khoảng 2 3 ngày để vi sinh nó lên. Khi mà vi sinh nó lên rồi thì mình mới thả cá vào nha các bạn. Mực nước thì các bạn có thể chừa khoảng 1 khúc như thế này cũng được. Như vậy thì mình đã có thể là thả cá vào nuôi được rồi nha các bạn. Rất là dễ luôn. Còn nếu như mà một số bạn thường thả cá vào đổ nước và thả cá vào nuôi liền thì cá rất dễ bị sốc nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị thức ăn cho cá. Ở đây mình sử dụng là cám Tomboy nha các bạn. Cám Tomboy thì mình mua 1 ký như thế này. Sau đó mình cứ trút ra hũ và chia nhỏ cho cá nha các bạn. Đây là cám Tomboy, cám dành cho tôm nhưng mà cá cũng được nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ cua thử và cho cá nha các bạn. Tay khó mở quá. Đấy, cá đang bu lại nữa các bạn. Cám này thì mình cho cá ăn ít thôi nha các bạn. Vừa đủ ăn, chứ cho ăn nhiều sẽ bị dơ nước. Cá rất là dễ chết. Khi mà có nguồn thức ăn rồi thì mình sẽ nuôi cá rất là tốt nha các bạn. Điều tiếp theo là trước khi mà thả cá vào hồ nha các bạn, thì các bạn nên lấy 1 ít nước của hồ. Chúng ta lấy 1 ít nước của hồ hồ cá, sau đó chúng ta ngâm cá trong vòng 15 phút đến nửa tiếng đấy, cho cá thích nghi và quen với độ pH nha các bạn. Nước môi trường nước thích hợp để nuôi cá là 7.5, nước 7 chấm từ 6 6.5 đến 7.5 nha các bạn. Thì rất tốt để nuôi nuôi cá Grubby này luôn. Mình ngâm nữa. Mình cho nước vô ngâm cá khoảng 15 đến 30 phút để cá quen với môi trường nước với lại quen với nhiệt độ thì cá đỡ bị sốc nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay bổ ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh nha. Rất cảm ơn các bạn. Chào, chào tạm biệt các bạn.